Sau khi đầu thú, Vũ Văn Phong khai do nghĩ có người đang chui vào trong đầu mình nên đã dùng gạch đập vào đầu nạn nhân để đuổi ra, theo thông tin ban đầu từ công an thành phố Hải Phòng. Vào khoảng 6 giờ 30 phút ngày 9 tháng 12, người dân phát hiện tại sân một gia đình trên đường Trần Nhội, phường Văn Đầu, quận Kiến An, thành phố Hải Phòng một cụ ông chết trên vũng máu. Nạn nhân nhanh chóng được xác định là cụ 80 tuổi, trú tại phường Hoàng Mai, thành phố Hà Nội về quê Kiến An để xây mộ, tử vong nghi có ngoại lực tác động với phần đầu, mặt ngực có nhiều vết thương. Qua khoanh vùng đối tượng, lực lượng công an xác định nghi phạm là Vũ Văn Phong, sinh năm 1983, trú tại thôn 5, xã Quảng Nghĩa, thành phố Móng Cái, tỉnh Quảng Ninh. Phong hiện đang ở nhà vợ tại phường Phù Liễn, quận Kiến An và gần đây có nhiều biểu hiện bị tâm thần. Trưa cùng ngày 9 tháng 12, Vũ Văn Phong đã đến cơ quan công an đầu thú tại cơ quan công an. Bước đầu, Phong khai do suy nghĩ có người đang chui vào trong đầu mình nên đã dùng gạch đập vào đầu nạn nhân để đuổi ra. Cơ quan cảnh sát điều tra công an thành phố Hải Phòng đang điều tra, làm rõ nguyên nhân, động cơ gây án của Vũ Văn Phong với cụ ông.